Bà tiến sĩ Maya Dengler đã hoàn thành các thủ tục tố tụng trọng tài nhằm kiện nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với mức đòi bồi thường lên đến 2,5 tỷ đô la. Maya Dengler là tên nước ngoài của doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Tạo, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13. Theo thông tin được đăng tải trên trang PS Newswire, thì vụ kiện nhắm vào nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có liên quan đến dự án nhiệt điện Kiên Lương thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Dự án nhiệt điện phức hợp Kiên Lương sẽ tạo ra hàng tỷ đô la cho các công ty của tôi để cung cấp cơ hội việc làm và giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam, bà Yến được dẫn lời cho biết hôm 6 tháng 9 năm 2019. Theo thông cáo, khi còn làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm trái hợp pháp hợp đồng xây dựng, sở hữu và vận hành dự án nhiệt điện Kiên Lương tại Việt Nam. Trước đó vào tháng 7 năm 2007, trong cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng đồng ý về dự án đầu tư cho một khu công nghiệp, nhà máy điện và cảng biển sâu ở Kiên Lương của Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo TEC. 9 năm sau, khi thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ý kiến rà soát và loại bỏ dự án nhiệt điện Kiên Lương 1 khỏi quy hoạch điện 7, vi phạm trực tiếp thỏa thuận đầu tư giữa TEC và Chính phủ Việt Nam theo thông báo của trọng tài. Hồ sơ này nhằm buộc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm về hành động của mình về cả chức vụ chính thức và về mặt cá nhân, ông Tony Busby nói. Bài viết cũng cho biết, vụ kiện này được tiến hành dựa trên các nguyên tắc tố tụng của Ủy ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế UNTRO. Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận lý do loại bỏ dự án nhiệt điện Kiên Lương 1 và 2 ra khỏi danh mục các dự án nguồn điện giai đoạn 2030 là do tiến độ triển khai chậm và xét thấy năng lực công ty này không thể thực hiện dự án. Cũng theo trang tin này, từ năm 2011, dự án đã bắt đầu đình trệ, chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và cũng không thực hiện thủ tục xin gia hạn nộp tiền. Dự án đầu tư này cũng được cho là có sự vênh nhau về số liệu giữa TEC và báo cáo của tỉnh Kiên Giang lên mức 81 lần. Và bản thân dự án, theo một báo cáo từ blogger Anh Hùng trên VOA, thì nhiệt điện Kiên Lương từng được giới đầu tư Trung Quốc sốt sáng tìm hiểu và địa điểm xây dựng nhà máy này cũng có những yếu tố nhạy cảm về quốc phòng. Thuần túy kiện đòi hay còn gì nữa? Báo Tiền Phong ngày 19 tháng 9 năm 2019 đăng tải nội dung bài viết với tiêu đề Bí ẩn nữ đại gia Hoàng Yến và khối tiền 3,5 ngàn tỷ khó thu hồi. Trong đó đề cập đến việc cơ quan kiểm toán nhà nước đặc biệt lưu ý về khả năng thu hồi khoản vốn đầu tư và phải thu hồi từ hai công ty có liên quan tổng giá trị 3,5 ngàn tỷ đồng. Và cơ quan này nghi ngờ khả năng thu hồi khoản tiền khổng lồ liên quan đến nhà máy nhiệt điện Kiên Lương. Bài báo cũng đồng thời cho biết Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo do bà Hoàng Yến làm chủ đang làm việc với cơ quan chức năng kiến nghị đưa dự án Kiên Lương vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia nhằm xử lý khoản đầu tư và công nợ có liên quan. Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo chưa đánh giá được chắc chắn khả năng thu hồi của các khoản đầu tư và khoản phải thu nói trên do việc này phụ thuộc vào khả năng tiếp tục thực hiện dự án nhiệt điện Kiên Lương, báo cáo của cơ quan kiểm toán nhà nước cho biết. Vì vụ kiện được tiến hành trên cơ sở trọng tài quốc tế nên hồ sơ vụ kiện hoàn toàn bí mật. Tuy nhiên, dựa vào những gì diễn ra trên báo chí, thông báo của Tập đoàn Tân Tạo và báo cáo kiểm toán nhà nước thì việc bà Đặng Thị Hoàng Yến tiến hành khởi kiện nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại trọng tài quốc tế Paris là một cách giải quyết tranh chấp thương mại đầu tư được ghi nhận một cách phổ biến trong những năm gần đây giữa một chủ thể là cá nhân đối với một cá nhân và giữa cá nhân đối với một cơ quan nhà nước. Nếu sắp xếp theo tiến trình và mục đích khởi kiện thì bản thân bà Hoàng Yến đang tìm một sự thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm các giải pháp đưa dự án nhiệt điện Kiên Lương vào danh mục các dự án nguồn điện giai đoạn 2030 nhằm thu hồi lại nguồn vốn lên đến 3,5 nghìn tỷ đồng nêu trên. Như vậy, kiện đòi lần này dù hướng đến ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng không nhằm các mục đích chính trị mà thuần túy là giải quyết tranh chấp trong đầu tư và tìm kiếm bồi thường đầu tư do bên công ty Tân Tạo tin rằng phía chính quyền mà đại diện là ông Nguyễn Tấn Dũng đã phá vỡ hợp đồng đầu tư. Nói đúng hơn, đang thực hiện hóa quan điểm của Tập đoàn Tân Tạo, trong đó đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban tỉnh Kiên Giang đền bù thỏa đáng cho Tập đoàn Tân Tạo và cho các nhà đầu tư nước ngoài vì đã đầu tư rất nhiều vào dự án. Chính phủ Việt Nam có tham gia vụ kiện với tư cách bị đơn. Sở dĩ Chính phủ Việt Nam không thể trốn tránh tiến trình tố tụng ở tòa án trọng tài quốc tế vì thực tiễn xét xử quốc tế này cho thấy điều đó làm hạ thấp uy tín và độ tin cậy của nhà nước như một bên tranh tụng, làm gia tăng tính hợp pháp của nhà nước trong đó quá trình xét xử liên quan đến giải quyết tranh chấp đầu tư. Do đó Chính phủ Việt Nam hiện tại phải tham gia với tư cách là bị đơn. Vậy nếu nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị tuyên bố là thua kiện bởi tổ trọng tài quốc tế Paris thì điều gì sẽ xảy ra? Vì Việt Nam là thành viên của Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế UNTRO nên các phán quyết được đưa ra bởi trọng tài quốc tế sẽ buộc Việt Nam phải tuân thủ trong sự tự nguyện. Bởi kiện đòi của bà Hoàng Yến không chỉ mang tính chất cá nhân mà cả chức vụ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều này đồng nghĩa vụ kiện sẽ giống như về mặt quy trình và hệ quả như vụ kiện ông Trịnh Vĩnh Bình tiến hành đối với Chính phủ Việt Nam.
Điều cần biết là kể cả khi ông Nguyễn Tấn Dũng không tham gia vào vụ kiện này, hoặc chính phủ Việt Nam tìm cách lờ đi sự kiện này, thì Ủy ban Trọng tài Quốc tế Paris vẫn tiến hành các thủ tục tố tụng và ra phán quyết dựa trên cơ sở và chứng cứ mà phía bà Hoàng Yến đưa ra. Nếu nhà nước Việt Nam xét thấy Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu ý kiến rà soát và loại bỏ dự án nhiệt điện Kiên Lương 1 khỏi quy hoạch điện 7 là không vi phạm trực tiếp thỏa thuận đầu tư giữa TEC và chính phủ Việt Nam thì có thể theo đuổi tiến trình tố tụng. Trong trường hợp ngược lại, khi chính phủ Việt Nam có thể thỏa thuận với bà Hoàng Yến để có thể chấm dứt tố tụng, tránh hệ quả về một phán quyết lên đến 2,5 tỷ đô la vốn buộc phải lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Là dân dã, hầu hết người Việt chúng tôi, gia đình tôi và chính bản thân tôi phải đầu tắt mặt tối chạy đôn chạy đáo, lo toan cho cuộc sống. Chúng tôi không có nhiều thì giờ, không có nhiều kiến thức và ngay cả cái máy vi tính cũng còn chưa có. Thì làm sao chúng tôi có thể nắm biết được nhiều chuyện đang xảy ra trên đất nước khi mà hầu hết những chuyện đang xảy ra đều bị bóp méo một cách có chủ ý với lối giải thích gian trá, lừa dối để mụ mị, khiến chúng tôi nghi ngờ muốn tìm ra đâu là sự thật. Nhưng khi người dân muốn tìm ra sự thật thì lại bị nhà nước bưng bít theo ý muốn của đảng, mà ông tổng biên tập, trưởng ban tuyên giáo là người thừa lệnh đảng với đầy đủ quyền hành chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống báo đài TV trên bình diện cả nước phải hiểu theo ý đảng muốn. Mà đảng muốn thì trên 70 năm cho miền Bắc và hơn 42 năm cho toàn dân cả nước, người dân phần nào đã thấy được những sự thật và từ đó muốn nghi ngờ. Đảng Cộng sản, hãy thôi xem chúng tôi như những đàn cừu ngu ngơ khờ dại và cũng đừng cho rằng chúng tôi là đám người bị trị, mà đảng là đám chủ cai quản, muốn dắt đi đâu thì dắt, muốn cướp, muốn giật, muốn đánh, muốn đập, muốn bỏ tù thì cứ dưới cái gọi lừa mị là tòa án công khai như những bản án đã đề sẵn, không cần qua biện minh, tranh luận và cấm cả dân xem. Đảng Cộng sản hãy thôi dở trò đểu cáng, lừa dụ chúng tôi bằng những mỹ từ nhân dân làm chủ, nhà nước chỉ là đầy tớ của dân. Từ Bắc chí Nam, giờ đây người dân chúng tôi không ai là không biết đảng, quan chức còn đồng nghĩa với sự giàu có, nhà lầu, xe sang, biệt thự, tài sản nước trong nước ngoài, chăn ấm đệm êm, thức ăn rượu quý vung vãi, con cháu đi du hí nước ngoài, tiền xài miễn suy nghĩ. Trong khi đám dân đen, người dân cày, người thì cày sâu cuốc bẫm, dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm tăng ca, tăng giờ đến kiệt quệ sức lực, chỉ mong đắp đủ trong thiếu thốn nghèo nàn. Học sinh, sinh viên ra trường chỉ mong có được một việc làm lương thiện, nhưng cũng phải chung chi để mua việc, và phải làm không lương đến cả năm dài. Doanh nghiệp phải trả lãi nợ nóng, nợ nguội, nhằm đủ tiền để chung chi cho quý quan công an kinh tế mỗi dịp lễ lộc, hay phải chịu trách nhiệm trả tiền cho những cuộc nhậu cứ một, cứ hai, cứ ba với em út gái gú. Những nỗi bực bội khó khăn cùng khối nghịch lý mà hàng ngày người dân chúng tôi phải nhìn thấy, chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm và cảm nhận của mình qua các trang báo chí, nhưng các trang báo đài dưới sự kiểm duyệt chỉ đạo của nhà nước đã không cho đăng, nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là phải gửi tiếng nói đến dân làm báo hoặc các trang mạng lề dân nơi mà chúng tôi tin tưởng. Nhìn tài sản và lối sống của giới quan chức cán bộ công an, cảnh sát giao thông, tướng tá bên quân đội, người dân chúng tôi cứ lắc đầu, giám đốc, phó giám đốc, tránh thanh tra các sở với biệt thự, tiền bạc phủ phê. Chỉ một tránh thanh tra sở y tế thôi mà nhà cửa cũng mấy căn, con cái đi du học ở Mỹ, Úc, Canada. Hàng 30 đến 50 ngàn đô mỗi năm mà chúng nói chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là giám đốc công an tỉnh thành thôi. Mà nhà cửa nước ngoài, nước trong hàng tá. Nếu liệt kê tất cả những quan chức của các bộ ngành ở Trung ương, tất cả các thủ tướng, phó thủ tướng, thì thử hỏi ai là không có khối tài sản khổng lồ. Mức phá hoại đất nước của các quan tham thuộc đảng và nhà nước nó kinh khủng như thế nào, thưa quý vị? Người dân chúng tôi không nắm biết được khối tài sản của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là bao nhiêu, nhưng nghe nói đến tiền tỷ đô la Mỹ mà chúng tôi rùng mình ớn lạnh. Ai dám nói bạc tỷ đô là không lớn? Dân nghèo chúng tôi mơ ước được một tỷ tiền hồ, dẫu giá trị chỉ tương đương với giấy chùi đít mà còn chưa có đây này. Cầu Dũng ăn sò, Phúc đổ vỏ chỉ mang tính cách mà mắt để chạy tội, chứ thật ra Phúc niệm cũng chẳng tốt lành gì, cũng cá mè một lứa, bởi tên Phác này cũng có vàng kho bạc khối, cũng mánh khóe đủ điều. Bất luận Dũng hay Phúc, Trọng hay Thăng, tất cả đều là những tên khốn nạn, những tên cướp vĩ đại,
Chúng luôn mệnh danh đoàn quân giải phóng, nhưng cuối cùng cũng hiện nguyên hình là đoàn quân ăn cướp không hơn, không kém. Dân tôi có nghe câu thành ngữ thời sản, không phải 100% đảng viên đều tham nhũng, nhưng 100% tên tham nhũng đều là đảng viên. Vậy, đảng viên Đảng Cộng sản được dịch là đảng cướp sạch, là oan ức hay sao? Hỏi đảng cướp sạch, cùng 80.000 dư luận viên như vậy, không phải là đảng cướp thì là đảng gì? Không phải là giặc nội thù, mà cứ gọi là anh hùng là sao? Dân tôi có nghe nhà toán học Ngô Bảo Châu đã bực dọc phê phán cho việc các tỉnh thi đua nhau xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh để kiếm trác phần trăm, đại khái rằng trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn hoặc là thần kinh. Dân tôi cũng có nghe nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài rằng một đảng mà chỉ coi trọng quyền lực của mình hơn chủ quyền quốc gia và sinh mạng của nhân dân thì đó là đảng gì? Đó là cái đảng khốn nạn. Đã từ lâu, người dân chúng tôi dư biết rằng Đảng Cộng sản được dẫn dắt bởi những đám người hung tàn, bạo ngược, đẩy đất nước ngày càng lạc hậu so với các nước láng giềng. Tệ lậu hơn nữa là đa phần các quan chức đều tham nhũng, gian lận, đục khoét ngân quỹ quốc gia do tiền thuế và tài nguyên của đất nước. Nhưng chúng tôi vẫn giữ thái độ ôn hòa, bất bạo động, cúi đầu nhịn nhục với những mong số đông tha hóa này sẽ thức tỉnh mà quay về với bổn phận và trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Nhưng sự nhẫn nhục ấy chẳng những không được đáp trả, mà đảng cướp sạch, ngày càng cướp sạch, càng phá cho đất nước hoang tàn, tanh bành. Nếu nói rằng chúng tôi thù hận thì e rằng hơi quá đáng, bởi lý do cũng là người Việt với nhau trên cùng một đất nước, có cùng chung lịch sử giống nòi. Nhưng chúng tôi rất căm giận khi biết rằng đảng là một lũ vẹm nô hung tàn, bạo ngược, vô tâm, ích kỷ, đã làm ngơ trước vô vàn nỗi đau của đồng chúng. Đến một ngày nào đó, khi chúng tôi không còn chịu được nữa, thì dao găm, mã tấu, bom xăng, và chúng tôi sẽ liều chết, vì đảng nào chúng tôi cũng sẽ chết dưới gọng kìm của Tàu Cộng. Bắt đầu từ năm 2020, năm thực thi những điều khoản trong Hội nghị Thành Đô năm 1990, mà Đảng Cướp Sạch Việt Nô đã ngầm ký kết trong cung cách hèn hạ cùng với thái độ phản quốc và bán nước.